nếu mà người dân không cắt ở những nơi lúa ngã thì những chiếc máy gạt đập trường hợp này sẽ dễ bị cuốn lúa và mất lúa khá nhiều. Quê tôi vào mùa thu hoạch lúa này cả nhà, thu hoạch cả chiều tối luôn. Người dân sẽ mang bao ra ngoài đồng để mà cắt lúa. Những chiếc gạt đập liên hợp thì vẫn đang cắt ngoài đồng. Giờ này cắt lúa rất là khỏe luôn. Người dân chỉ cần đứng trên bờ như thế này, có kè tải lúa sẽ tải vô bờ. Những ngày qua thì ở Tuy Hòa có mưa rất là lớn nên lúa ngã đổ cũng khá nhiều. Nén bay đầy đồng luôn cả nhà. Mùa này rất là bẫy, rất là may là có những chiếc xe tải lúa chuyển vô bờ luôn. Thì khá nhiều đám đã ngã đổ. Chiếc máy gạt đập liên hợp này chạy trên mọi địa hình, có cả những ruộng lúa rất là bẫy.
những chiếc máy giặt đập liên hợp đã vào bờ. Sáng đi ra chiều đi về này cả nhà. Đồng lúa Tuy Hòa vào mùa gặt lúa thì xuất hiện rất là nhiều những chiếc máy gặt đập liên hợp như thế này. Lâm ngàn cũng giác anh. Một bao như thế này tải từ ngồi ruộng vào bờ với giá 6.000 đồng một bao. Nếu như trước đây ở Hội Đồng không có xuất hiện những chiếc máy gặt đập như liên hợp như thế này thì người dân sẽ cắt bằng tay, rất là tốn công và cũng rất là vất vả. Nhưng mà dạo này Hội Đồng hầu như là người dân chỉ cắt bằng những chiếc máy gặt đập liên hợp như thế này. Nhiều đám ruộng thì ngã đổ, người dân phải cắt bằng những chiếc cụ liềm rất là bẫy luôn. Trời hầu như là nắng mưa thất thường. Thì vẫn phải cắt những nơi lúa đổ. Khá bẫy luôn. Nếu mà người dân không cắt ở những nơi lúa ngã thì những chiếc máy gặt đập trường hợp này sẽ
dễ bị cúng lúa và mất lúa khá nhiều. Lúa được chuyển qua những chiếc xe tải lúa từ những chiếc máy gặt đập liên hợp, giúp cho lúa không bị rơi xuống buông. Những chiếc máy gặt đập liên hợp này chạy rất là nhanh luôn cả nhà. Các bạn thấy đám ruộng phía trước ngã đổ hầu như hết đám ruộng rồi. Những đám ruộng như thế này sẽ tốn thêm chi phí khi mà những chiếc máy gặt đập như liên hợp sẽ tốn nhiều thời gian để mà thu hoạch những đám lúa ngã, năng suất sẽ chắc chắn sẽ giảm rồi. Dân sẽ tranh thủ tất cả ban đêm nữa. Lên xe, lên xe. Cái bộ hả? Cái bộ nè. Không phải hả? Sao mà nói chúng lấy được không hả? Cái bộ luôn nè. Trời ơi, vậy? Đúng ạ. Súc quá, súc. Trời ơi, chị không?